Một quan hệ tình cảm thường khởi đầu bằng chữ duyên. Trong đó hai người tình cờ gặp nhau và có những rung cảm đặc biệt cho nhau về cách nói chuyện, về ánh mắt nụ cười và về dáng dấp, mà không nhất thiết phải là có ngoại hình được nhiều người ưa chuộng. Từ đó người ta gần gũi, quan tâm đến nhau và cuối cùng mơ mộng một hạnh phúc lâu dài. Đó là diễn trình của một quan hệ tình cảm mà hầu hết ai cũng muốn. Mời em và các bạn ngược dòng thời gian về vài thập niên trước để nghe một chuyện tình đơn sơ giữa đôi trai gái qua bản nhạc Duyên Tình của nhạc sĩ Xuân Tiên với lời của nhạc sĩ Y Vân. Hòa âm và karaoke của mái nhà. Trăng tròn nhớ nhau dưới biển mà trên non ở vẫn tìm thương nhau thì mắm bánh buồn cau cũng nên duyên gặp bên đường, bên nhau ngày thơ mà yêu thương ở sớm chiều. Thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho. Sâu hay nhà cao mà chỉ vì anh chút công danh về sau, về sau ý về sau chẳng khác mà phân em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em chăm đường, chăm đường ý. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, bên nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đã vàng. Đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu. Em và các bạn đang nghe Duyên Tình của nhạc sĩ Xuân Tiên với hòa âm karaoke của mái nhà. Chàng tham ao sâu hay nhà cao mà chỉ vì anh chút công danh về sau, về sau ý về sau chẳng tham mà phân em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em chăm đường,
trăm đường ý trăm đường, biết nhau cũng bởi tâm đầu, bên nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đã vàng. Đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài. Cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài.